Đề yêu cầu chọn phương trình biểu diễn Hyperbole dưới đây. Bạn nên dừng video và tìm xem đó là đáp án nào nhé. Đồ thị này lõm về phía trái và phải. Tâm nó ở không, nên chắc chắn nó sẽ có dạng x bình và y bình chia cho hai số khác nhau bằng 1. Đồ thị lõm về phía trái và phải, nên phần tử x sẽ dương, còn phần tử y sẽ âm. Các đỉnh là 5 về phía phải của tâm và 5 về phía trái của tâm. Và vì khoảng cách từ các đỉnh tới tâm là 5 theo hướng ngang, ta biết cái này sẽ là 5 bình hay là 25. Và cái này ta chưa biết, mình gọi nó là A bình. Tìm A. Hãy nhìn các đáp án x bình chia 25 trừ y bình chia 9 bằng 1. Có vẻ khớp với cái mình vừa viết. Cái này có phần tử x âm, nên đồ thị này sẽ lõm về phía trên và dưới, không phải sang trái hay phải, nên ta có thể loại cái này có x bình chia 9, nghĩa là giao điểm với trục hoành là cộng trừ 3 về phía trái hoặc phải của tâm 0,5. Chúng không phải cộng trừ 3, chúng không phải cộng trừ 5, nên ta có thể loại cái này có phần tử y dương và phần tử x âm, nên cái này sẽ lõm về phía trên và dưới, nên ta cũng sẽ loại, nên đáp án thứ nhất khớp với cái mà ta đã làm nếu bạn muốn xác thật số 9. Hoặc bạn có thể thử các điểm khác nếu nó không phải bài toán chọn đáp án. Đây là đáp án duy nhất khớp với cái ta vừa suy luận.